này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu pháp không quên mất dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu pháp không quên mất khi tu tánh luôn luôn xả dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tánh luôn luôn xả này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu trí nhất thiết dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu trí nhất thiết khi tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là hữu sở đắc thế nào là vô sở đắc phật dạy này thiện hiện những gì có hai thì gọi là hữu sở đắc những gì không có hai thì gọi là vô sở đắc Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là có hai, thế nào gọi là không có hai? Này thiện hiện, các nhãn, các sắc là hai, các nhĩ, các thanh là hai, các tí, các hương là hai, các thiệt, các vị là hai, các thân, các xúc là hai, các ý, các pháp là hai, hữu sắc, vô sắc là hai, hữu kiến, vô kiến là hai, hữu đối, vô đối là hai, hữu lậu, vô lậu là hai, hữu vi, vô vi là hai, thế gian, xuất thế gian là hai sanh tử niết bàn là hai pháp phàm phu và phàm phu là hai pháp dự lưu và dự lưu là hai pháp nhất lai và nhất lai là hai pháp bất hoàn và bất hoàn là hai pháp a la hán và a la hán là hai quả vị độc giác và độc giác là hai hạnh đại bồ tát và đại bồ tát là hai quả vị giác ngộ cao tột của chư phật và chư phật là hai như vậy có tất cả pháp lý luận đều gọi là có hai này thiện hiện chẳng phải nhãn, chẳng phải sắc là không hai, chẳng phải nhĩ, chẳng phải thanh là không hai, chẳng phải tĩ, chẳng phải hương là không hai, chẳng phải thiệt, chẳng phải vị là không hai, chẳng phải thân, chẳng phải xúc là không hai, chẳng phải ý, chẳng phải pháp là không hai, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc là không hai, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến là không hai, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối là không hai, chẳng phải hữu lậu chẳng phải vô lậu là không hai chẳng phải hữu vi chẳng phải vô vi là không hai chẳng phải thế gian chẳng phải xuất thế gian là không hai chẳng phải sanh tử chẳng phải niết bàn là không hai chẳng phải pháp phàm phu chẳng phải phàm phu là không hai chẳng phải pháp dự lưu chẳng phải dự lưu là không hai chẳng phải pháp nhất lai chẳng phải nhất lai là không hai, chẳng phải pháp bất hoàn, chẳng phải bất hoàn là không hai, chẳng phải pháp a la hán, chẳng phải a la hán là không hai, chẳng phải quả vị độc giác, chẳng phải độc giác là không hai, chẳng phải hạnh đại bồ tát, chẳng phải đại bồ tát là không hai, chẳng phải quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng phải chư Phật là không hai. Như vậy, tất cả pháp xa lìa hí luận đều gọi là vô nhị.